Hello các bạn. Hello mấy cưng. Hello. Hôm nay mình quay quán một ly. Mình uống nước. Ly bữa nay bà khía không? Bình thường ạ em. À. Bán được không? Quán tôi bệnh đắt lắm. Bán chạy mệt nghỉ rồi. Tôi với cô bé này quay quán. Bán đắt rồi dọn quán luôn. Nói gì vậy? Nay bà phía đây. Bà bán được không? Cũng được em. Nói chung cũng đông cũng không đông nhưng mà cũng được. Hả? Vậy chắc hơn tôi chắc là đông hơn bên bèo quá à. Vậy rồi chứ. Chú chạy mặt ngí mà. Rồi vậy. À, mà giờ tôi nằm ở đây tôi với bè. Giờ tôi với bè có màn tròn này chào hai ông quý kìa. Kêu chị là bè chứ không bè trời. Không kêu bè chỉ dùng đọa thôi kêu chị đi. Lớn hơn em mà kêu chị bè vậy. Mấy nay chị bán cũng ớt đúng không? Giờ trời mát mát này. À vậy thôi giờ em giúp chị ở đây chị kiếm tiền giờ đó. Sao vậy? Giờ muốn không? Sao kiếm tiền mà muốn? Vậy đó tết mấy quay bàn cái chuyện đây rồi chị giúp em lẹt hai chị em mình có tiền. Thiệt không? Thiệt. Cô bé phụ đơn em bên kia được rồi. Đâu. Okay. 1 hour later. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt. Anh em tôi đến nè. Cho xong, rồi vô làm. Làm tem đứng đố mang tiếng tao vô. Em mơ quá. Có gì đó mà được. Em uống nợ nần. Hai ông lãnh đạo không biết không? Mày ăn quán bà của nó, bên của em đó, nợ nần hay là anh muốn vậy nợ tiền đi. Hầu nó mơ quán như vậy kia, có biết đâu là mấy người khác lớp xin cho mượn 12 triệu. Mà mấy người khác lớp xin cho mượn 12 triệu. Trời ơi, mẹ hồ. Mẹ nghĩ sao mà nó đủ bản lĩnh đó mà em cho nó mượn 12 triệu. Nó làm cho em. Em nghĩ nó nói nó cũng đậu. Trời ơi, cho mẹ nó. Hay thiệt á, mày lừa mượn, tao mượn chứ. Mày lừa 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 mượn chứ. Mày cái từ trẻ chứ vô quán nhà mua không? Không biết cái chuyện đó là chuyện của nó, không quan tâm. Nó là anh cho nó mượn tiền, nó kéo em đây là chừng nào. Anh không có ra. Tao không có làm được gì đâu mà. Sao bây giờ anh cho anh mượn cái quẹo buổi chiều ấy, nó mất xác rồi, ai là mày? Không có, anh đưa tiền lương đó. Lương đó, anh đưa nó, mai nó mới biểu rồi, lấy anh đòi ai? Nó nhìn mẹ. Nghĩ quá không? Con không hậu mua, không sao. Bây giờ chừng này em ké. Thế thì chỉ là không chịu kia, nó mất kia. Đi vô chạy bè hay trái nợ lắm. Nó có quán bên kia, nó là quán nó chưa xem mọi. Quán rồi, quán. Dẹp đâu. Dẹp đâu, quán đâu. Có gì? Có gì cho gì đó vậy mà. Cái là anh nghĩ này. Em hỏi nó là tao khách năm nó kêu đông lắm, là tôi nghĩ chắc đông lắm, là tôi nói là. Nó lừa em là giá đò. Là nó mở quán rồi, nó mượn 12 triệu em là nó chạy nè, nó trụ chạy nè. Thì má ơi, sao biết không? Mày mà dẹp quán rồi hả? Mày giờ thì là mày vô chị bàn cho bé xong nói của đi. Mày giờ thì là mày vô. Mày nói mày không có canh á. Không, mày nói mày không có canh á. 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 Mày nói mày không có canh á.
chị bè người ta đúng không? Chị nó bảo không? Chị bè không? Nó con kia hay sao hả? Còn nó cũng là yêu đương với bạn nghĩ nè. Chị bè không? Chị bè sớm thấy chị bè téo hết nợ không? 2 triệu cho gì? Thế thật sao? Thế thật hả? Chị? Mà chị đúng không? Có ai quạt quét đó, mình nên tiện bàn đi mà. Thời gian nó đang nói không?
Cũng mình nó nói chuyện giả rồi biểu ai cho bọn tao. Trời mày không có trao nó mượn, mày có trao nó mượn đâu rồi. Để lên làm sao nó chạy đi. Không trao không. Giờ nó đang là dùng của mẹ đó giờ mà tới giờ biết sao đâu. Thằng ra nó bị lụy tình mà em kiểu là thanh niên lớn lên mà thanh niên lớn lên mà chưa biết mùi đầu hôm nay chưa biết mùi đầu đâu giờ theo vậy. Vậy nó sao không vậy con hết nó chị với em. Ủa không mà nó lên trả tiền tao mày có làm mệt quá à. Hết thằng này bị cái hết mệt quá. Lên mình đây đâu giờ đây đây mặc đồ biết mùi đầu không lạnh đâu bị thì cũng gió sốt bữa mặc đồ thiệt nóng thiệt đẹp luôn mà đây cho mặc đồ gì vậy đây thì ở đó. Còn anh cho nó mượn em nhiều nữa chứ không thèm nhiều nữa. Cho nó mượn trái em ơi 2 triệu. Quá nãy giờ nó có nói được câu nào mà. Thế mày nói thôi. Nên nếu chưa. Em luôn đây. Làm người lớp luôn coi. Em dựng uống đúng không? Em bộ mày thấy tậu quá. Mày mượn tiền mé mày nợ tiền nấu chứ mày nợ tiền ai mà làm. Mày mượn tiền người ta hay là mày đi đòi nợ người ta đấy. Mày mượn mà bé nó chịu. Mày trên nhà vợ anh nóng cho anh. Uống mía này hào lên đi. Lấy mía nào xích nào anh biết nữa cả. À làm như tiền đến chứ. Hồi nhớ là bé mía hết rồi mà. Còn mía khúc hết đâu là mẹ. Hết rồi mẹ hết mía. Mà lực bốn đồng vào là quay đâu quay á? Quay đầu quay đầu. Ờ quay đầu đấy. Bây giờ tao nhau quay quá vậy á. Mày mượn, mày mượn tiền á thì mày đấy mày nói sao tao cho mượn tiền. Tao đưa cho ông đây trước 1 triệu. Nói sao mày. Không có cho mượn tiền cho ai quay quen gì vậy? Em mày nói là mày dám cho anh mượn 1 triệu á. Lỡ thì cho em mượn, giờ em quay lại em nói đó. Đấy, mày khép sao đi xin mày khép như nó. Có vậy? Buồn, vậy gì? Buồn chân mà khép luôn. Giờ em liếm chân bẻ rồi đấy. Làm gì cho? Thế sao? Nó không có mình chân mày. Chờ anh cho anh thôi, cũng mệt quá. Tự nhiên quay 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 như vậy. Ủa, mà em bây sao? Đồ cứ vô ngồi miếng luôn vậy không? Chàng bỏng đầu thôi, cầm đi rồi. Ủa, mày mày... Dạ, biết là đàn em miếng mà. Đồ anh lớn mà anh biết nói nha. Đấy, nói sao tao cho mượn tiền. Mày nói nãy giờ rồi, giờ nó tay là nó tăng mà tao mượn tiền. Mày nói nè em nói cho mượn 1 triệu là cho nó trả nó nhá. 2 triệu đây chứ còn bị ít chữ nó nợ là 12 triệu mà. Không anh đưa trước 1 triệu rồi còn bé nói đưa 2 triệu đi em. Mày đã tậu tao chứ hả mày. Mày cho mày mượn 12 triệu mày hứa ngày 12. Mà nói vậy nó có quyền nói anh đưa trước 1 triệu. Cho mượn trai mà biết đưa trước 1 triệu nhỉ. Không anh đưa trước 1 triệu rồi. Mình nợ mình biết tao mất phận chứ cho. Mày mượn 1 triệu là mày mày đến đầu nó không đưa nữa kìa. Bây giờ muốn 1 triệu em phải hỏi đưa mẹ. Hỏi đưa không? Hỏi đưa mẹ. Đúng rồi, 2 triệu đưa mà ông đưa 1 triệu bạc nha. Rồi hỏi với mày, người ta cho mày mượn tiền là mày cảm ơn với 1 ngàn. Đưa 2 triệu đi. Đưa 1 ngàn đi, chứ mày nói cái nhiều đó là đưa mày mượn. Tao cũng cho nữa, đừng nói chi hay mà. Anh Ly chẳng ơn nó nợ tiền người ta nó nói đàng hoàng lắm. Rất nghiêm lắm. Trước đó rồi. Ngon vui á. Giận cha liền đánh đánh đi, còn giận nó nữa. Bây giờ này mày mượn tiền mà sao mày nói chuyện gì cứ. Không có là nhầm nó nhỏ, sao nó ngông ngông mẹ nó sao. Lỡ xới lỡ nó nào. Bây giờ tôi mượn 1 triệu ơi, lên cho mượn 1 triệu nữa đó. Vậy sao có công người tao dày mà tao có tiền đó cho mày mượn hay hả? Dạ, không có. Tao có, tao cũng đưa rắn cho mượn. Mượn có đâu gì. Nó tưởng tiền nhiều chứ không? Không, con anh Lan, con này này, chứ từ đây thì chơi qua nó hay, lên cho nó mượn 1 ngàn bạc. Nó cho nó mượn 1 ngàn. Không có thằng này, có thằng khác. Nó cũng lừa thằng khác. Dạ. Ô, nó là tính nó là nhảy đầu nó trùng được. Mà sao nó thằng nhảy nó cũng thấy nó cũng yêu thế nè. Điếc. Làm sao giờ cô bé ở đây chị bè đây là chưa? Lên cho tiền mượn mới. Sao? Lên cho mượn tiền thằng trái đi. Bây giờ tao đưa trước 1 triệu. Mày với cô bé chưa? Sao bạc làm gì trời? Giờ làm. Không kể là bây giờ nó chưa không tăng 1 triệu bây giờ. Đây đây đây. Đó, đó, 2 triệu đây. Không, nó chưa không tăng 1 triệu. Không phải gì không? Mày nó đang đem người trái ở đó mượn. Lên. Đưa nó rồi từ từ mày trẻ lòng, mày hiểu không? Bây giờ mày đã vô cho nó, mày còn trách nó. Vô thôi. Mày tham như mày. Nó đưa 1 triệu là mừng 1 triệu, đưa 1 ngàn, mừng 1 ngàn nhá. Cái miệng mày không biết nói cái từ gì ra mày chứ. Đưa cứ đưa lại gì. Tham quá. Mày vô còn mày sao nó cứ nó đưa lại cái gì ta cái gì chứ. Tiền mà là của nó hay không á. Giờ mày đã vui lại đưa xe. Mày nói thằng lên cho em gọi cho mẹ 1 triệu. Ít bữa là em cũng làm cho anh trường lọc lọc mày sao. Đúng mấy mày nói con từ mày ngu quá rồi. Nữa rồi. Nó nói đẻ cũng không đưa là sao? Mặt sứ không? Là gì vậy của mấy ông? Mấy ông Quỳnh ơi! Mày đi giờ giỡn anh! Cái gì? Cô nói ngủ sẹo. Dễ. Dễ thì gọi là sao đúng rồi? Mà chuyện gì? Gì? Vậy? Giờ mẹ mẹ đi giờ thì đắp dưới quý gì? Đắp gì? Dạ. Đắp mặt cái đắp gì? Dạ. Cái gì đâu?
nhiêu ấy. Thì anh gì? Có giấy gì sao? Là anh sao? Là gì anh vô mày thêm rửa đồ rồi. Dán vào đâu anh? Mẹ quy chơi, quy. Mẹ trẻ. Ủa chứ gì vậy? Tự nhiên rau 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 sao? Là sao cái con điên này tự nhiên nó dầm 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 tự nhiên nó kêu thâu bãi là sao? Lã nhị lên. Ông giờ mày kêu nó clip sao mày đứng vô quá. Cái gì đâu? Còn clip gì? Lã nhị lên. Thâu bãi nó bị não rồi hả? Cái gì? Cái gì mà cái điên này? Ủa, ủa là sao giờ có đòi tiền nó không? Có nợ tiền nó, có đòi không? Không phải là nó đòi em, nó đòi à, tao hiểu vấn đề rồi. Hai bà lậu đây thông đồng với nhau lừa tiền mày. Cái mày bật cái điện thoại ra mày quay kêu là à, quay lại làm bằng chứng cho không là lộn nó kêu như là nó đang thông đồng hai à. Hai bà lậu đây. Mẹ cũng cùng thôi. Mẹ nè. Gẹp con ly, gẹp giò đây nữa mà.